Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 17 tháng 1. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng quà đối tượng chính sách người cao tuổi huyện Khoái Châu. Các làng nghề trồng đào phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào phục vụ Tết. Chợ đầu mối nông sản Đông Tảo sôi động những ngày giáp Tết. Tết ông Công ông Táo, một phong tục đẹp của người Việt Nam. Những người giữ lửa cai trù giáo phòng. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 3 gia đình là đối tượng chính sách và người cao tuổi trên địa bàn huyện Khoái Châu. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đến thăm tặng quà các gia đình. Ông Giang Quốc Lệ, sinh năm 1919, là cán bộ lão thành cách mạng ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo. Ông Nguyễn Gia Liêm, sinh năm 1930, 70 năm tuổi Đảng ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch. Và ông Đàm Quang Nhân, sinh năm 1942, là thương binh ở thôn Hạ, xã An Vĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc các cán bộ lão thành cách mạng, đối tượng chính sách người cao tuổi sống trường thọ cùng gia đình bước sang năm mới có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, luôn phát huy truyền thống quê hương, cùng nhau xây dựng xóm làng đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng tới thăm trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, tặng quà Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho đảng viên Lê Thị Xoài 89 tuổi ở xã Đoàn Đào, bà Hà Thị Mạc, mẹ liệt sĩ ở xã Tống Trân, ông Phạm Văn Uông, thương binh 61% ở xã Nguyên Hòa và 2 đảng viên tiêu biểu ở xã Tống Trân và xã Đoàn Đào. Ngày 16 tháng 1, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tới thăm ông Nguyễn Trí Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, tặng quà Tết ông Phan Văn Triều, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, bà Vũ Thị Sất, nữ du kích Hoàng Ngân, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí chúc các gia đình chính sách trên địa bàn huyện sức khỏe, đón năm mới Canh Tí đầm ấm, hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tới thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Gạt, sinh hoạt tại chi bộ thôn Linh Phúc, xã Hùng An. Thăm tặng quà Tết gia đình lão thành cách mạng Đào Xuân Ẩn ở thị trấn Lương Bằng, chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe trường thọ, tiếp tục là gương sáng để con cháu thế hệ cán bộ đảng viên hôm nay noi theo. Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2019 đã xây dựng chương trình làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch công tác, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Đồng chí yêu cầu năm 2020, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chủ động, tích cực hơn nữa trong công việc, tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế theo dõi nội bộ, nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học trong xử lý văn bản, chất lượng xây dựng và quản lý chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phường Bần Yên Nhân nổi tiếng từ lâu với nghề trồng đào. Đây không chỉ là nguồn cung cấp hoa, cây cảnh cho người dân thị xã Mỹ Hào, mà còn cho thương lái các tỉnh trong cả nước. Phường Bần Yên Nhân hiện có gần 20 ha trồng đào, tập trung tại thôn Phú Đa và Văn Nhuế, chủ yếu là đào bích. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, nhiều chủ vườn đã được thương lái đến đặt mua từ sớm. Những ngày cuối năm cũng có rất nhiều người đã về đây để ngắm và mua đào chơi Tết. Theo các chủ vườn cho biết, giá đào hiện dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng một cành, 400.000 đến 3 triệu đồng một cây tùy loại. Mình ở Hà Nội thì mình về đây để xem ngắm mua cho ông bà quê. Trồng đào năm nay đẹp, nó cũng hợp lý. Dân trồng có kỹ thuật đào cành mập, hoa to. Những ngày này, chợ đầu mối nông sản Đông Tảo huyện Khoái Châu tấp nập và nhộn nhịp hơn những ngày thường vì nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm ngày Tết của người dân tăng cao. Chợ đầu mối nông sản Đông Tảo hoạt động nhộn nhịp từ 23 giờ đêm đến 15 giờ chiều. Thời điểm này, chợ đầu mối Đông Tảo luôn tấp nập cảnh mua bán. Các mặt hàng nông sản thực phẩm như hoa quả, rau củ, thịt cá với đủ các chủng loại phong phú, mẫu mã đẹp được lấy ngay tại địa phương và một số tỉnh thành miền Bắc đều được vận chuyển về đây để phục vụ thị trường Tết. Bình thường thì ngày mình chỉ bán tấn thôi, mà Tết này thì mình bán được đến 3-4 tấn một ngày, mà năm nay so với mọi năm là bán mặt hàng này chạy hơn so với mọi năm. Nói chung là mình buôn bán năm nay là mình thấy thuận lợi hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán này ấy, ngoài các mặt hàng truyền thống thì chúng tôi còn có thêm các cái loại mặt hàng bán như là Phật thủ, rồi là táo, dưa vàng để thờ, rồi là vú sữa, rồi rất nhiều các mặt hàng khác. Nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tôi thường xuyên về chợ Đông Tảo mua các cái thực phẩm, ví dụ như là thịt cá, rồi là rau củ quả. Các thực phẩm ở đây thì rất là tươi và ngon, và vệ sinh an toàn thực phẩm nên là mình yên tâm. Theo ban quản lý chợ Đông Tảo, từ ngày 20 âm lịch đến nay, vào những ngày giáp Tết, sản lượng hàng hóa tăng lên gấp đôi so với ngày thường. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 300 đến 400 tấn nông sản thực phẩm được các thương lái và người dân trở về tiêu thụ tại chợ. Để đảm bảo cái an toàn trong cái đợt Tết này thì về an ninh trật tự là triển khai là tập trung 100% quân số đi tuần tra, rồi có những cái phối kết hợp với các ngành bên công an để giao các cái cam kết về phòng chống cháy nổ, rồi là chấn áp tội phạm, có giao cam kết các hộ kinh doanh hàng thực phẩm, hàng rau củ quả là cam kết là hàng phải xuất rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, ban quản lý chợ Đông Tảo còn tuyên truyền các tiểu thương trong chợ không chỉ bán hàng hóa đảm bảo đúng giá cả thị trường mà phải cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang đến cho người tiêu dùng một cái Tết vui tươi, an toàn. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của huyện Yên Mỹ tăng 13% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng công nghiệp xây dựng chiếm 83%, thương mại dịch vụ chiếm 14%, nông nghiệp chỉ còn chiếm chưa đến 3%. Huyện Yên Mỹ có 4 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp, là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả tỉnh. Các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm tại Trai Trang, làng nghề mộc Mỹ Nghệ Thụy Lân, làng nghề miến Song Lại Trạch tiếp tục phát triển và mở rộng mạnh mẽ. Vì thế, trong năm qua, huyện Yên Mỹ đã tạo việc làm mới cho trên 3.400 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74 triệu đồng một năm. Để việc đi lại của nhân dân được thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán 2020, hiện thành phố Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng hai tuyến đường Trần Quang Khải và Hoàng Hoa Thám thuộc địa bàn phường An Tảo, một số tuyến đường thuộc dự án thu gom nước thải do Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư. Hiện thành phố Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Đầm Sen B thuộc địa bàn xã Liên Phương. Theo dự án, tuyến đường có chiều dài gần 800 m, chiều rộng 7,5 m, có hệ thống thoát nước và hố ga khử bụi. Đến nay, công trình Đầm Sen B đã hoàn thành việc kè dọc sông Cửa Gàn, đang hoàn thiện các hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa tổ chức họp ban đại diện đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2019 và triển khai chương trình công tác quý 1 năm 2020. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2019. Trong đó, cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quý tư, nợ quá hạn tăng 90 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Với nợ xâm tiêu chiếm dụng còn tồn đọng một vụ với số tiền là 192 triệu đồng của 11 hộ vay ở thôn Võng Phan, xã Tống Trân, huyện Phú Cừ. Quý 1 năm 2020, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thị xã, thành phố sẽ tập trung tự kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm yếu kém để đảm bảo nguồn vốn tín dụng, thực hiện phân bổ nguồn vốn đến thôn, chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện việc bình xét công khai, minh bạch, đúng đối tượng vay vốn. Những năm gần đây, tỉnh ta đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp với số lượng ngành nghề ngày càng đa dạng đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Công tác dạy nghề cũng được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tư vấn thông tin cho trên 20.000 lượt lao động. Trong đó, có khoảng trên 20% số lao động được tuyển dụng. Ngoài ra, còn chấp thuận cho 400 lượt doanh nghiệp nhà thầu trên địa bàn tỉnh đăng ký tuyển và sử dụng gần 1.000 lao động là người nước ngoài. Qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng lao động đều được các doanh nghiệp cơ bản thực hiện tốt nên người lao động gắn bó yên tâm làm việc. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tọa đàm tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động cho học sinh và sinh viên. Chương trình thu hút hơn 700 học sinh khối 12 trên địa bàn huyện Khói Châu với những khách mời đến từ Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế VMAT. Chương trình đã mang đến nhiều thông tin hữu ích, tư vấn tập trung những vấn đề liên quan đến tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, tư vấn về việc chọn nghề và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, những vấn đề xu hướng liên quan đến thị trường lao động việc làm, đồng thời tư vấn tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giúp các học sinh cuối cấp có thêm cái nhìn rõ ràng hơn để lựa chọn đăng ký thi đại học. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm, cúng tiễn ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc trong gia đình với Ngọc Hoàng. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ bao đời nay. Sáng ngày 23 tháng Chạp, các hàng cá chép đỏ và đồ cúng ông Công ông Táo tại các chợ tấp nập người mua. Cuối năm công việc bận rộn nhưng dường như không ai quên được ngày lễ đặc biệt này. Tôi mua hoa quả lễ mặn rồi là nói chung là đầy đủ mâm. Bây giờ mọi thứ đều có sẵn mà. Cuộc sống bây giờ nó bận rộn nhưng mà tôi không bỏ qua được những ngày lễ ông Công ông Táo là được. Bởi vì nơi đây là cái cổ truyền của Việt Nam mình rồi. Ngày 23 này là xôi chè rồi là giò, bánh chưng, đầu vị rồi. Nhà nào cũng phải có những cái vị đấy. Cả năm có một ngày 23 thì đa phần là đều bán được. Ngoài những món đồ vàng mã đi kèm cho ông Công ông Táo thì mâm cúng trong ngày này không thể thiếu những món ăn lễ mặn như xôi gà. Lễ chay thì bao gồm trầu cau hoa quả. Tùy vào gia cảnh mỗi nhà mà những món mặn hay đồ chay được thêm bớt cho phù hợp. Trong đó không thể thiếu cá chép vì theo quan niệm cá chép chính là phương tiện để ông Táo lên trời. Là cái truyền thống của dân tộc không bao giờ bỏ được mà mình cũng muốn để hàng năm có những cái lễ như này để cho con cháu để duy trì được cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Theo phong tục, lễ cúng tiễn ông Táo về trời được tiến hành hoàn tất trước 12 giờ trưa bằng việc thả cá phóng sinh. Nhờ được tuyên truyền những năm gần đây, người dân đã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế vứt túi ni lông xuống sông sau khi thả cá. Chúng tôi là người dân nhưng mà cũng có ý thức là bây giờ về mà bảo vệ môi trường thì chúng tôi muốn là sạch sẽ trong dòng sông để cho nó sạch sẽ thì là tôi cũng thả cá và đổ các thứ xong rồi tôi mang tôi bóng về nhà vứt vào túi rác của gia đình. Ngày 23 tháng Chạp là cái ngày của mọi người dân Việt Nam, mỗi gia đình đều cúng ông Táo và đưa ông Táo về trời. Còn cái chuyện cúng là một cái chuyện để tỏ cái tấm lòng bảo vệ một sự sống cho nên đem con cá này để thả xuống dưới sông dưới biển và chúng ta cũng nên phí phạm đem cái chuyện là mua mà là một số lượng rất nhiều hoặc là đốt vàng mã hoặc là làm tất cả như đó và chúng ta nên tiết kiệm và bảo vệ cái môi trường sống. Với mong muốn giữ lại một môn nghệ thuật truyền thống của quê hương, 23 năm qua, những nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù Giáo Phòng Vĩnh Phúc huyện Văn Giang vẫn miệt mài say mê trong công việc truyền ngọn lửa tình yêu ca trù đến với lớp trẻ. Và với họ, đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm đam mê và cũng là cách thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương. Cứ mỗi độ xuân về, mỗi dịp lễ hội, ở thôn Giáo Phòng lại vang vọng những âm thanh quen thuộc của những làn điệu ca trù, của nhịp phách, trống trầu. Năm 1996, 5 thành viên tâm huyết vốn sinh ra trong những gia đình có truyền thống hát ca trù đã thành lập câu lạc bộ. Đến với ca trù bằng đam mê, họ gặp nhau vì chung một mong muốn gìn giữ môn nghệ thuật quý của cha ông để lại. Dù không có kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song những lúc nông nhàn, các nghệ sĩ nông dân lại tụ họp say sưa chỉ bảo nhau cách hát, cách đàn. Đến nay, trong số họ có 4 người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Về hình thành được cái câu lạc bộ ca trù Giáo Phòng ấy, thì chúng tôi rất là gian khổ mới có, chứ không phải ngẫu nhiên mà nó có. Gian khổ nhưng mà lại có một cái chốt của nó là cha ông của đất Giáo Phòng này là làm nghề hát ca trù. Chúng tôi quyết tâm lắm. Bây giờ ngày đêm có những cái hôm mà chúng tôi tập ở đây mà tới đến 11:30 đêm mà chúng tôi vẫn còn hò hát cơ mà. Là con dân của dân Giáo Phòng thì em muốn học để em lưu giữ lại nét đẹp của làng quê, không quê mình. Từ ngày thành lập, câu lạc bộ ca trù Giáo Phòng đã mở được nhiều lớp truyền dạy cho những người có năng khiếu và yêu mến nghệ thuật này. Bên cạnh việc mở các lớp dạy hát ca trù, câu lạc bộ còn tích cực tham gia biểu diễn tại các liên hoan hát ca trù toàn quốc và đem về rất nhiều huy chương vàng, bạc ở các cuộc thi. Câu lạc bộ ca trù được thành lập năm 1996. Đến nay thì các nghệ nhân cũng rất có nỗ lực và bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản. Câu lạc bộ đã tham gia tập luyện rồi là tham gia biểu diễn các cái chương trình do nhà nước tổ chức cũng như tỉnh, huyện tổ chức thì đã gặt hái rất là nhiều thành công. Mặc dù sức khỏe của các thành viên đã giảm sút nhiều, song phong thái vẫn minh mẫn, tinh thần đầy lạc quan phấn chấn, giọng hát vẫn trầm bổng, mượt mà. Chính từ sự nhiệt huyết của họ, đến nay câu lạc bộ đã có 14 thành viên. Do thành viên trẻ tuổi còn bận học nên việc sinh hoạt chỉ diễn ra khi có dịp đi biểu diễn. Đối với người dân nơi đây, họ chính là những người đã giữ ngọn lửa cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, mang lời ca, tiếng hát, mang mùa xuân đến với mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.